Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn là chiếc Honda WinX 2024 phiên bản tiêu chuẩn. Các bạn cũng có thể hiểu đây là phiên bản có giá thành thấp của dòng Winner 2024, hay đơn giản là chỉ được trang bị hệ thống phanh thường chứ không được trang bị hệ thống phanh ABS. Hôm nay thì cái chiếc này nó về chiếc màu bạc. Chính xác thì trong giấy tờ thì nó ghi là màu đen bạc. Cái bản tiêu chuẩn này thì nó sẽ có 3 màu sắc các bạn ạ. Màu đen bạc như trước mặt các bạn này, màu trắng đen và màu đỏ đen. Và tất nhiên là như đã hứa trong những video trước thì bất kỳ phiên bản nào về thì mình cũng sẽ quay để các bạn có thể nhìn ngắm được cái màu sắc cũng như là báo giá ở thời điểm hiện tại. Không mất thời gian của các bạn nữa, cùng mình bắt đầu video này thôi. Ở thời điểm là đầu tháng 4 năm 2024 thì chiếc xe này đang có giá khoảng độ 40 triệu đồng chưa bao gồm tiền đăng ký các bạn ạ. Và mình thấy là nó đang có dấu hiệu tăng giá so với cách đây vài tháng. Tất nhiên là cái xe này thì cũng ra mắt được khoảng 2 đến 3 tháng rồi. Tuy nhiên thì cái cửa hàng chúng mình làm thuê thì nó khá là nhỏ nên bây giờ nó mới về mình mới có thể chia sẻ cái giá bán cho các bạn được. Còn cái giá đề xuất ấy thì mình vào trang chủ xe thì nó vẫn là 46.160.000. Các bạn có thể hiểu là cái phiên bản này thì nó là cái phiên bản chưa được trang bị hệ thống phanh ABS nên nó mới có cái giá thành rẻ như vậy. Winner X 2024 thì như các bạn cũng có thể thấy rằng về kiểu dáng thiết kế bên ngoài thì nó gần như không có gì thay đổi. Một chút thay đổi thiết kế phần đuôi phía sau, một chút tem, một chút màu sơn thôi. Chủ yếu thì Winner 2024 nó tập trung thay đổi về phần động cơ. Cụ thể như là phần côn thì ly hợp sẽ là ly hợp trợ lực và chống trượt bánh xe này. Hay thay đổi một chút một vài chi tiết ở trong động cơ giúp giảm tiếng ồn này. Rồi thì giảm rung lắc này, xi lanh lệch tâm này, rồi mô bin thay đổi này. Về các cái thông số cụ thể sức mạnh động cơ hay là thông số chiều dài cơ sở, tóm lại là những cái thông số kỹ thuật thì mình sẽ để ở phần cuối video. Mình sẽ cắt của chiếc Winner thể thao ra, bởi vì là trong video này chủ yếu là mình muốn quay cho các bạn nhìn ngắm cái kiểu dáng màu sắc của chiếc Winner phiên bản tiêu chuẩn 2024 này thôi, chứ mấy cái thông số kia thì mình cũng không muốn lải nhải quá nhiều. Tất nhiên là mình sẽ làm một video cụ thể nói về những cái thay đổi của Winner X 2024 và làm một video chạy thử để xem thằng Winner 2024 sau khi nó thay đổi về mặt động cơ côn thì đi cái cảm giác đi nó có khác biệt hơn nhiều so với 2023 không. Quay trở lại về cái kiểu dáng và màu sơn của chiếc Winner này thì các bạn cùng nhìn cận cảnh phần ốp trước tay lái của nó sẽ là có một cái miếng nhựa kiểu đục đục màu nhè. Nó màu nó hơi đục chứ không phải là nhựa màu đen đâu. Còn đây mới là phần nhựa đen này. Phần này sẽ là phần nhựa sơn, còn đây sẽ là phần nhựa thô nhé các bạn nhé. Phần mặt nạ cũng tương tự như vậy. Ở bản này thì nó sẽ ít tem hơn. Đây là nhựa thô này, có tem Honda dán ở đây này. Đây là nhựa màu này. Winner X thì là dòng xe thể thao rồi, vì vậy kiểu dáng và thiết kế của nó nhìn khá là hầm hố và kiểu dáng khí động học nữa. Các bạn cũng có thể nhìn thấy luôn phần xi nhan đây nhá, nhưng mà mình đang quay ở ban ngày nhìn nó sẽ không rõ lắm. Đây là đèn thì chắc chắn là đèn LED rồi, nhưng mà dòng xe này thì phải nổ máy đèn nó mới sáng cơ. Về phần vành và giảm sóc thì đều được sơn màu nhũ bạc, chứ nó cũng không có chỉ vành ở đây đâu, nó không có cái điểm nhấn ở đây. Còn phanh phía trước thì và phanh phía sau đều là phanh thủy lực, tức là phanh đĩa đấy. Nhưng mà như mình có nói rồi thì nó sẽ không được trang bị hệ thống phanh ABS đâu, đây chỉ là phanh thường thôi và nó chỉ có một piston màu bạc. Chúng ta sẽ nhìn sang phần bên trái của chiếc xe này thì như mình có nói, phiên bản này nó không có nhiều tem ngoài một cái tem Honda dán ở đây và một cái tem màu nó kiểu dạng hơi trắng và màu xám xám bạc. Mình quay qua điện thoại như thế này thì không biết các bạn nhận ra không, nhưng mà mình vẫn khuyên bạn nào có ý định mua xe thì cứ đến cửa hàng trực tiếp với các bạn, đến đấy ngồi thử, sờ thử, xem thử thực mắt thì nó sẽ thực tế hơn. Phần đằng sau này thì cũng chỉ là tem dán Winner X thôi, chứ nó không có tem nổ như những phiên bản đặc biệt hay là phiên bản thể thao. Đây là cần xăng số này, nó sẽ cái để chân này nó sẽ gập ra gập vào được này, để chân sau này nhìn cũng khá là sáng sủa. Còn đây là bộ nhông xích thì các bạn có thể chú ý rằng là ở bản tiêu chuẩn này thì nhông xích của nó vẫn là nhông xích thường thôi. Tức là nhông xích sẽ không có phớt. Đấy, không có phớt như cái bản ABS, tức là bản đặc biệt và bản thể thao, mà nó chỉ là nhông xích thường thôi và có mắt xích, tức là, xin lỗi các bạn là có khóa xích. Đây, mình sẽ quay cái phần khóa xích đến cái phần khóa xích cho các bạn xem nhé. Đây, nó sẽ có khóa xích, chứ ở phiên bản trang bị hệ thống phanh ABS thì nó sẽ không có khóa xích. Phía sau chỉ có một giảm sóc thôi. Đây, và các bạn có thể nhìn thấy chỗ tay mình chỉ cái lò xo của giảm sóc sau nó sẽ màu đỏ. Mình sẽ quay lùi lại để các bạn có thể thấy cái phần đuôi phía sau. Cái phần đuôi phía sau thì mình cũng đã mở đèn luôn rồi. Đây là đèn hậu này, đèn xi nhan này. Còn cái phần chắn bùn phía sau thì như mình có nói nó thay đổi một chút so với phiên bản 2023. Đây ở đây tất nhiên là có cái đèn xoay biển rồi, nhưng ban ngày thì các bạn sẽ nhìn nó không rõ. Còn đây là cái tay dắt bằng kim loại và sơn màu nhũ bạc. Phần bên phải của chiếc xe này thì thiết kế không khác gì so với phần bên trái nhá. Đây là vành phía sau này. Ở đây thì sẽ có cụm phanh phía sau cũng là sơn màu nhũ bạc và chỉ có một piston thôi. Ốp bô thì là nhựa thô như này. Đây là để chân này. Đây là cái bể chứa dầu, dầu phanh ở thủy lực ở bánh sau đấy. Đây là cần phanh này, đây là để chân. Thế thôi các bạn ạ.
Về hệ thống khóa thì cũng tương tự như Winner 2023, được trang bị khóa thông minh Smart Key như thế này. Mình vẫn đang để trong túi bóng, mình lười, mình chả muốn bóc ra. Nhưng đơn giản lắm, nó cũng sẽ có phím chìa khóa để chúng ta mở khóa này. Ở ổ khóa cũng có đèn luôn, màu xanh đẹp lắm. Có phím cảnh báo chống trộm luôn. Ở bản tiêu chuẩn này cũng có cảnh báo chống trộm nhé. Phím biểu tượng hình ghế loa này, bấm vào đây thì ở đây nó sẽ có một cái đèn màu đỏ, nó chớp chớp nhấp nháy là báo hiệu các bạn đã bật chế độ cảnh báo chống trộm. Chế độ này thì các bạn nên bật ở những nơi mà không có bảo vệ hoặc là không có người trông. Đấy, thì ví dụ như có ai tác động vào xe các bạn này thì báo động nó sẽ hú lên. Đó, còn nếu mà chỗ nào có bảo vệ rồi thì các bạn không cần phải bật. Thì bật lên thì bảo vệ người ta dắt ra dắt vào thì nó lại kêu, nó lại rất là phiền phức. Tất nhiên là chắc chắn phải có tìm xe rồi. Bấm vào còi kêu, đèn xi nhan trước sau sáng, đèn ở ổ khóa cũng sáng, gọi là phím tìm xe. Mình rất thích cái đèn của cảnh báo chống trộm và cái đèn ổ khóa đấy nhá. Buổi tối nhìn nó sáng xanh đẹp lắm, mà khi mà bật chống trộm nó cứ nhấp nháy đỏ đỏ ấy. Bạn nhìn thấy nó chớp chưa? Trông nguy hiểm lắm, buổi tối nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn về màn hình đồng hồ thì màn hình đồng hồ điện tử khá là to. Đấy, cũng được cải tiến hơn một chút vì ban ngày nhìn như thế này các bạn nhìn nó còn rõ chứ. Như những cái đời trước ấy, các bạn mà đi ban ngày trời nắng thì mù màu luôn. Trên đồng hồ này thì nó cũng có hai cái phím cao su để các bạn điều chỉnh giờ và xem các cái chức năng ở trên màn hình đồng hồ. Mình sẽ làm một video chia sẻ về các cái thông số trên màn hình đồng hồ Winner 2024 cũng như là điều chỉnh các cái chức năng trên đấy nhá. Còn về tấm công tắc thì cũng không có gì ghê gớm cả. Pha, cốt và dòng xe này thì sẽ có passing, tức là nháy pha, còi, xi nhan. Không có công tắc tắt đèn, chắc chắn là các bạn biết điều đấy rồi. Nút đè, đèn nút đè. Tay phanh bên phải chắc chắn là phanh phía trước rồi. Còn phanh bên trái thì tay bên trái là sẽ là tay côn. Xin lỗi các bạn. Ở phần tay côn của bản 2024 thì nó làm thêm một cái lớp cao su chắn phía trước này, chắc là chắn bụi, chắn nước các thứ để cho nó đỡ vào cái phần dây kết nối cáp giữa tay côn này. Thế còn ở bản tiêu chuẩn này thì ngoài cái việc là không được trang bị cái nhông xích phớt chữ O thì nó còn không được trang bị cổng sạc USB ở đây nữa. Đó thì nhân tiện đây mình chia sẻ luôn. Còn lại thì phần cốp ấy cũng không có gì là đáng nói, bởi vì Winner thì làm gì có cốp đâu các bạn. Tuy nhiên thì ở phần đằng sau này thì nó bỏ bộ đồ nghề đi rồi các bạn ạ. Ở bản 2024 thì Honda đã bỏ cái bộ đồ nghề theo xe đi. Còn đây là chỗ đổ xăng, thể tích bình xăng của nó là 4 lít rưỡi, tức là 4,5 lít đấy các bạn. Ok, thế thôi, chủ yếu là ở trong video ngày hôm nay thì mình muốn quay cho các bạn nhìn ngắm cái màu sắc của chiếc Winner 2024 màu đen bạc này thôi. Trong quá trình mình quay video thì các bạn có bất kỳ góp ý nào với mình, có thông tin nào muốn chia sẻ với mọi người, hay là muốn mình quay về dòng xe nào, làm về chủ đề nào thì các bạn đừng ngần ngại để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Ok. Kiểu dáng thiết kế thì các bạn có thể thấy là nó không khác gì so với phiên bản năm 2023. Tuy nhiên thì mình vẫn đọc những cái thông số cơ sở cụ thể như sau cho những anh em nào quan tâm nhé. Bạn nào không thích thì có thể tua qua đoạn này. Với cái chiều dài của nó sẽ là 2019mm, rộng là 727 và cao là 1104mm. Cái độ cao yên của nó thì là 795mm, cũng khá là cao đây các bạn ạ. Khoảng sáng gầm xe sẽ là 151mm và nó nặng là 122kg, khá là cao, to và nặng các bạn ạ. Nhưng mà cái này thì anh em không phải lo đâu. Thằng này thì nó sẽ có kích cỡ vành trước và vành sau đều là 17 inch. Tất nhiên là lốp sau sẽ to hơn là 120 rồi, còn lốp trước thì chỉ có 90 thôi. Về sức mạnh động cơ thì mình thấy rằng nó không khác nhiều so với phiên bản 2023. Tuy nhiên thì nó có thay đổi rất là nhiều về những cái chi tiết ở bên phần côn này, bên trong động cơ hay là xi lanh. Những cái đấy thì mình sẽ làm một video so sánh riêng về cái phiên bản thể thao này. Mình vẫn còn cái bản 2023 nữa, tất nhiên là mình sẽ quay video cho các bạn sau. Nhưng mà để trước mắt thì các bạn cùng nghe qua cái thông số về sức mạnh động cơ của chiếc Winner X2024 này. Thì nó là động cơ DOHC 150 phân khối 4 kỳ, xi lanh đơn và 6 số. Với cái động cơ này thì nó sẽ sản sinh ra cái công suất tối đa là 11,5 kW tại cái vòng tua là 9.000 vòng trên phút. Mô men cực đại của nó sẽ là 13,5 Nm tại cái vòng tua là 7.000 vòng trên phút. Và tỷ số nén của nó sẽ là 11,3:1. Thì đó là những cái thông số cơ bản thôi, mình chỉ muốn sâu nhanh cho các bạn. Với cái động cơ 150 phân khối như thế này, phun xăng điện tử thì nhãn tiêu thụ năng lượng lý thuyết sẽ là 1,98 lít trên 100 km. Cũng ít hơn một chút xíu thôi so với bản 2023. Giờ thì hãy cùng mình nhìn cận cảnh và chi tiết hơn về màu sắc của Winner X 2024 bản thể thao này nhé.